23 tháng 7 nha. Ban từ thiện chùa Tân Quang tỉnh Đồng Nai làm lễ khánh thành cầu kênh Kháng Chiến ấp Quý Lợi xã Nhị Quý. Cái cầu này kinh phí là do gia đình Tịnh Phát Tịnh Huệ đồng Samana, địa chỉ là Mỹ tài trợ nha. Giờ bắt đầu làm lễ cúng chuẩn bị khánh thành. Phát giấy khen cho các đơn vị ạ. Dạ. Kéo tấm vải chưa? Chưa. Lộn mà, đẩy lại gió nó bay. Đâu đây không nổ. Đây đâu rồi? Xin chào thành phố Tây ạ. Gia đình nhà tài trợ, ông Nguyễn Thanh Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã, ông Trần Thái Học, Bí thư chi bộ, tiến lên phía trên để tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành. Thêm người nữa chứ, 4 người luôn mà. Đây với nhà thầy trợ. Anh Phong. Bốn người luôn mà. Không lên, để cho địa phương. Hai người đó. Ba người. Thiếu một người nữa. Anh lên luôn, chú lên luôn đi. Đại diện ở đây khu vực ở đây, ông lên cánh đầu cầu của ông luôn mà. À không, cái này 4 người mới đủ, 4 mới kéo mà. Ờ, ông là chủ hộ đất ở đây luôn. Kéo đưa cái. Chưa lên chút. Rồi cắt cắt. Rồi. Rồi xin chúc mừng đoàn hôm nay. 2 3. Rồi. Xin cảm ơn quý đại biểu. Mời cả bác đá luôn đi. Đại diện ông qua luôn để cho tấm hình gỡ ra cái tấm bảng luôn. Các bằng khánh thành bàn giao và đưa vào sử dụng cầu kinh Kháng Chiến. Ông lên qua bắt tay xong cho không để diễn đi quá. Không qua đâu bắt tay. Giao. Đó dỡ lên đi đó. Một hai rồi. Cầu chiều dài 12m, rộng 3,5m do gia đình Tịnh Phát Tịnh Huệ đồng Sama tài trợ. Lưu niệm ấy. Từng người lên luôn. Sau khi hoàn thành lễ khánh thành thì bắt đầu trao quà từ thiện cho những hộ có hoàn cảnh ở địa phương. Phần quà gồm một thùng mì, một chai dầu, một ngọt và một túi gạo. Không cần nhiệt lượng.